chào tất cả các bạn. Ở trong bài học ngày hôm nay thì Huyền lại tiếp tục hướng dẫn các bạn cái cách để mà chúng ta vẽ tranh phong cảnh nó chuyên sâu hơn, và cái cách để mà chúng ta biến những cái chủ đề trong những cái ngày ở trong năm, như là ngày lễ Halloween này, ngày Tết Dương lịch này, đấy, hay là những cái ngày mà có những cái hoạt động phong trào mà nó đi vào cái nền văn hóa của Việt Nam, ví dụ như là ngày 20 tháng 11 này, ngày quốc tế phụ nữ, hay là ngày Giáng sinh, đúng không nhỉ? Và để vẽ được những cái bức tranh phong cảnh theo chủ đề như vậy thì trong bài ngày hôm nay thì Huyền sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mà vẽ ra được những cái chủ đề như vậy nhé. Và việc đầu tiên trong bài học ngày hôm nay là các bạn sẽ phải chuẩn bị cho mình một chiếc cọ râu như thế này nhé. Và cái thứ hai là các bạn sẽ phải chuẩn bị cho mình một chiếc bút tản màu. Đấy. Tiếp theo là các bạn sẽ phải chuẩn bị cho mình đấy, một bộ gel Hoppner nhầy nhé. Đấy. Đấy. Có đủ tất cả là 22 màu. Đấy. Và một nọ sơn liên kết và một nọ sơn bóng nữa nhé các bạn nhé. Đấy. Đấy, và việc tiếp theo là các bạn sẽ phải chuẩn bị cho mình 5 cái móng úp đã được đính sẵn lên những chiếc móng que như này rồi nhé. Bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng keo đa năng để chúng ta giữ cái móng úp và cái những chiếc móng que này lại với nhau nhé. Đấy, chúng ta nhìn qua cái nền trong suốt suốt này à. Đấy, chính là bên dưới chính là keo đa năng đấy các bạn ạ. Nhá. Và trong bài vẽ ngày hôm nay thì Huyền sẽ sử dụng cái tông màu chủ đạo là tông màu lạnh nhá. Thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những cái màu xanh lá mạ, xanh cốm này, xanh lá cây nhá. Đấy, và có một chút những cái màu nóng ấm, những màu vàng chanh và màu cam để điểm vào cho bức tranh của chúng ta nó không bị quá là lạnh nhá. Đấy, để nó sinh động hơn. Và cái màu để chúng ta vẽ cái nét cuối cùng đó là màu đen nhá. Đấy. Thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những cái màu như này. Đấy. Đầu tiên là các bạn sẽ dùng sơn liên kết nhé. Sau đó các bạn cho vào máy hơ thật khô nhé. Huyền sẽ chấm tiếp định hình những cái màu mà mình cần tản. Đấy, chấm lên trên bề mặt của móng trước nhé. Đấy, Huyền sẽ chấm trực tiếp lên. Mỗi lần thay một màu các bạn lau đi nhé. Chấm trực tiếp lên này. Đấy. Huyền sẽ chấm trực tiếp lên. Xong là tí nữa chúng ta chỉ cần lấy bút chúng ta tản các màu này lại với nhau thôi. Đấy, là một chút màu xanh này, xanh lá cây ở dưới này. Đấy, một chút trên đầu này. Đấy, đấy, cả một chút màu nam này. Đấy. Được chưa? Bạn lau bút, cọ bút sạch đi nhá. Đấy, lau cọ sạch đi. Sau đấy này, chúng ta dùng bút tản màu chúng ta kéo các màu này nó ăn vào với nhau. Đấy. Đấy. Phần giữa này là cái phần màu nó tập trung màu sáng nhiều nhất. Đấy, thì các bạn sẽ làm cho mình những cái màu như thế này. Các bạn tản ở giữa trước nhé. Tản cho mình ở giữa trước. Đấy. Thì các bạn muốn cái bài của chúng ta nhanh thì các bạn lấy nhiều màu thôi. Lấy nhiều màu tạm, nó dày thì cái màu nó sẽ mượt. Đấy. Màu nó sẽ mượt, sẽ đều. Đấy, sẽ đẹp. Đấy, tương tự như vậy các bạn dùng bút các bạn tản các màu. Đấy, màu mực bên dưới này. Bên trên này. Đấy. Sau khi các bạn đã tản kín hình rồi này thì các bạn cũng lau sạch bút đi cho Huyền, rửa sạch bút đường cồn nhé. Các bạn rửa sạch bút bằng cồn đi. Sau khi các bạn rửa sạch này, các bạn lau sạch cái bút đi. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ tản màu như là cái phương pháp mà chúng ta học từ bài trước nhé. Dập hai cái màu này này. Đấy, lan êm ái vào nhau. Được chưa? Dập hai cái màu lan êm ái vào nhau. Nằm cái bút xuống dập một chút, kéo một chút này. Đấy. Màu của chúng ta tự khắc sẽ nan rất là êm ái vào với nhau nhé. Đấy. Thấy chưa?
Bên dưới cũng vậy nhé. Đấy, bên dưới các bạn này, dập dập hai màu vào với nhau này. Đấy. Đấy, dập dập hai màu lan vào với nhau nhé. Đấy, từ hôm đấy này. Đấy chưa? Các bạn thấy màu bắt đầu nó êm ái vào với nhau chưa? Đấy. Đấy. Nhá. Thì đây cũng là một cái phương pháp là để cho chúng ta tạo được cái phần nền nó thật là nhanh chóng. Đấy. Và các cái móng tiếp theo, cái cách làm cũng tương tự như vậy nhá. Đấy. Các bạn lưu ý nhá. Đây, mình sẽ vẽ ngôi nhà lệch vào đây. Hai cái ngón này, hai cái ngón giữa này nhá. Đấy, các bạn sẽ vẽ cho mình. Đấy, mình sẽ đặt áp sát vào nhau để có khung hình đẹp nhé. Đấy, thì mình sẽ vẽ ngôi nhà của chúng ta này bằng gel đen nhé các bạn nhé. Đấy, sẽ vẽ thẳng thẳng ngôi nhà của chúng ta ở góc này. Đấy, ngôi nhà sẽ nghiêng nhà một chút đi. Đấy, mình sẽ cầm cái móng như thế này cho các bạn dễ hình dung nhé. Đấy, hai ngón sát với nhau để khi mà chúng ta vẽ và các bạn dễ hình dung. Còn khi mà Huyền vẽ một mình ấy, đấy, thì Huyền hiểu, thì sợ các bạn không hiểu. Đấy. Chưa? Đấy, Huyền sẽ vẽ cái khung cửa sổ của ngôi nhà. Đây là những cái khoảng trống. Đấy, các bạn để tí nữa chúng ta tô màu sau nhé. Vậy cũng vậy này. Đấy, thì đấy là phần mảng hình ngôi nhà này. Kế đến là Huyền sẽ vẽ xung quanh cái ngôi nhà là có những cái hàng rào này. Đấy. Và cái hàng rào này của chúng ta được kéo dài áp sát lên sang bên ngón bên này nhé. Đấy, các bạn gợi sang bên này một chút nè. Đấy, nhá. Cái xăm của hàng rào này. Đấy. Có cái thanh cao thanh thấp nhé, để cho hình vẽ của chúng ta sinh động nhé các bạn nhé. Bên này cũng vậy này. Các bạn cứ vẽ cho mình mảng hình trước đã. Sau khi mà các bạn đã vẽ được xong mảng hình rồi thì chúng ta mới đi vào phần tô kín mảng hình. Thì như vậy nó sẽ dễ hơn cho các bạn nhá. Tương tự bên xong bên này cũng vậy này. Cái hàng rào đã nhấn ở bên đầu này cho nó dày hơn một chút. Một hai cái ngôi mộ này. Áp sát vào đây. Mình sẽ vẽ một hai cái ngôi mộ này. Nó hơi nghiêng ngả một chút nhá. Đấy, các bạn sẽ vẽ cho mình một hai cái ngôi mộ nó nghiêng ngả một chút. Tại vì Halloween là cái lễ hội của chúng ta nghĩ đến ma đấy. Đến ma, đến quỷ thì chúng ta phải làm sao cho nó hơi ma mị một chút nhá. Đấy. Nó vẽ làm sao cho nó hơi ma mị này. Đấy. Đấy, thế còn ở bên dưới cái khoảng trống bên này, mình sẽ vẽ thêm một hai cái hình. Đây. Đấy.
Vẽ một hai cái hình cũng nghiêng ngả tiếp này. Một hai cái hình về ngôi mộ nghiêng ngả một chút này. À, chúng ta sẽ đi tô kín màng hình cho Huyền. Rồi, bạn tô kín này. Tô kín và hoàn thiện hình vẽ này. Làm cái nét của chúng ta nó dày ra, mượt hơn. Và sắc nét hơn. Nhá. Tí nữa thì cái phần mắt và phần miệng ấy, vì hình nó nhọn, các bạn có thể tô kín hình như các cái bài trước mà Huyền hướng dẫn. Sau đấy các bạn vẽ phần mắt sau cũng được. Nhưng là ở bài này sợ các bạn nhìn không rõ nên là Huyền mới phải để chừa mắt ra như vậy nhá. Này thì sau đấy này, các bạn vẽ cho mình này. Tiếp tục ở đây là cái phần nền nhé. Mình đặt lên ít cỏ này. Đấy, ít cỏ cây. Đấy, vì cái mảng màu lớn như này thì các bạn sẽ dùng cái bút tản màu nhé. Các bạn sẽ dùng bút tản màu, các bạn đi màu cho Huyền cho nó nhanh. Còn cái bút kia nó hơi chậm. Đấy, các bạn sẽ đi màu cho Huyền cho nó nhanh nhé. Đấy. Thì cái ngón như này thì tương đối hoàn hảo rồi. Thì các bạn sẽ cho máy hơi trước cho Huyền nhé. Đấy, cho máy hơi trước đi. Ngón này này, chúng ta tiếp tục vẽ này. Đó, các bạn trải sang đây mượt màu nhé. Trải màu dọc theo một hướng đi xuống dưới của cái ngôi nhà này. Đó. Thì như vậy thì cái màu của chúng ta nó sẽ dễ mượt mà nhé. Dễ mượt mà ăn nhập vào với nhau. Trong cái bài học ngày hôm nay thì Huyền cũng xin chúc cho tất cả các bạn
Đấy, làm bài được hiệu quả nhé. Đấy, chúc các bạn luôn luôn thành công nhé, mọi sự đều được như ý nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.